sweet. Do you want? Oh no, oh no, oh yeah. Thì em đã biết anh đang cầm thì lần rồi theo em. Anh và em cùng kiêu phủ ngay lúc này. Anh đã thấy ánh mắt của em như là lời mời kêu tôi. Em hãy cho lời khuyên điều anh nên làm. Oh em, em có biết anh đang bị hút như đóng kim loại. Anh chỉ vì đi đêm đêm em cùng với cánh hoài. Chỉ nghĩ lại việc đó mà làm tim tôi rất bất loạn. Anh này đang rất muốn thay đôi mắt em mà. Và còn làm tâm trí anh đã sao xuyên mấy mà. Vì gì nói vậy phôi làm cho tình yêu kín rồi bởi. Khiến anh chẳng ngại. Phải được ngày này làm cho hai ta anh cũng nên lại. Còn nằm thì vào đôi tay em không nhìn vô số điều. Mà còn nằm nằm sâu trong tim khi anh không có mặt. Khiến anh chẳng lại. Sự thật làm điều mà anh muốn em hôn không quá nhanh. Chỉ là để nhiều nụ hôn em luôn trong tâm trí anh. Còn hình dáng của em thì không cho nó biến mất đâu. Chỉ muốn làn tóc của em cũng đưa vào trong ký ức anh. Đôi môi anh sẽ được dẫn lối theo khi anh đưa em tới nơi phương xa. Em hãy để lòng anh vượt qua rào cản làm cho trước mắt anh. Con tim anh đã đánh thức rồi. Khi tin em mau cũng nhanh quên thôi. Thì anh hôn em chỉ có một lần và em nghĩ tới điều đó. Và lần vừa anh em đi nằm lại nhiều lần thì em chẳng anh một quyết cầm. Khi em bên em anh nghe tim em lấy đôi môi một thầm thầm. Trong khi anh để em bên em không phải trong kia vào phần thầm. Cho đôi môi của em sẽ được nhìn thấy sẽ như là thế nào. Một mình của mình một mình tình yêu sau đó không như là thế nào. Anh không đi nhanh quá mà cứ tự nhiên chẳng phải nhé. Anh cứ sao ký ức thì đi thôi chậm dài thôi. Cứ chung với thì thật chậm. Có mà tình yêu dịu dàng khi đôi ta đang hòa. Và lúc đó thật thật cần khi mà em chẳng tới. Sự thật là điều mà em muốn anh hôn không quá nhanh. Chỉ là để nhiều nỗi em muốn trong tâm trí anh. Còn hình dáng của em thì không để nó biến mất đâu. Anh chỉ muốn làn tóc của em cũng đưa vào trong ký ức anh. Đôi môi anh sẽ được dẫn lối theo khi anh đưa em tới nơi phương xa. Em hãy để lòng anh vượt qua rào cản làm cho trước mắt anh. Và con tim anh đã đánh thức rồi. Khi tin em mau cũng nên quên thôi. Khiến anh chậm lại và cùng ngồi tại đây ngay sau bên Puerto Rico. Và cùng làm điều khi con xong cho nên phải thế thao. Và cùng ngồi lại đây chỉ để lưu giữ những kỷ niệm. Từng chút bước đi thật chậm. Có mang thân đi dịu dàng khi đôi ta hoàn hòa. Và lúc đó thật thật cần đôi anh sẽ đi dẫn lối theo khi anh đưa em tới nơi phương xa. Từng chút bước đi thật chậm. Có mang thân đi dịu dàng khi đôi ta đang hòa. Và lúc đó thật thật con tim anh đã đánh thức rồi. Khi tên em mau cũng nhanh quên.